nhân cái ngày thương khó của Chúa, cũng như là chúng ta sẽ đón sự sống của sống lại của Chúa. Thật sự Chúa không chết. Sư thấy dịch. Yes. On the night that Christ was crucified, and in anticipation of the celebration of his resurrection. Thật sự Chúa không có chết luôn, chúng ta đã biết. Và we know that Christ did not die forever. We know that. Yeah. Và Ngài sống và Ngài đang ở với chúng ta, mỗi một người chúng ta hằng ngày trong đời sống. He is alive and he is with us every day. Đó là điều tôi kinh nghiệm được, tôi chia sẻ một chút kinh that nghiệm của tôi với Chúa. That is what I experienced. I want to share that with you. Tôi thì thích trồng cây lắm. I like to plant plants. Một buổi sáng tôi đi ra thì tôi quên dặn nước, buổi tối tự động chảy thì sáng đó tôi thấy cái cây con, mấy cái cây con trồng nó bị có vẻ thiếu nước. One night I forgot to water and I came out one morning and I saw something like the little plants have not enough water. Thường thì tôi thức dậy là tôi dành thời giờ tôi thờ phượng Chúa, tôi ca ngợi và tôi học lời của Ngài. Usually I would spend time first in worshiping God and study the Bible and praising him. Nhưng hôm đó tôi ra ngoài sau vườn tôi thấy cây mấy cái cây con nó thiếu nước thì tôi đi tưới, tôi nghĩ là tôi tưới một vài cây con thôi. But that morning I walk out to my yard and I saw the little plants did not have enough water, so I took some water and tried to water only the little plants. Nhưng tôi thấy những cái cây lớn bên cạnh nó thấy cũng có cần nước, cái tôi lại tiếp tục tôi tưới. But then I saw the big plants also need water, so I continued to watering my plants. Tôi định là tôi tưới xong tôi sẽ vô tôi thờ phượng Chúa sao? I think that I talked to myself that once I'm done watering the plants and I will go inside and praise God and worship God. Nhưng tôi đang làm như vậy tự nhiên tôi nghe một tiếng nói trong trí của tôi, trong giống như trong lòng của tôi vậy đó. But when I was doing it, I heard a voice in my heart. Thì tiếng đó nói, Chúa nói như vậy rất là yêu thương và có một cái phần trách móc mà rất là yêu thương. Is this the voice of God? It's a loving but in a stern reprimanding voice. Tiếng nói như vậy, con yêu cây hơn con yêu ta. That voice said, you love the plants more than me. Con yêu sự sống của cây hơn con yêu sự sống của linh hồn của con. You love the life of those plants more than the life of your soul. Tôi nghe điều đó xong tôi giật mình, tôi nói con xin lỗi Chúa, con nghĩ rằng con làm một chút nhưng mà con đã làm hơi nhiều quá thời gian con dành cho Chúa. I was shocked to hear that and I apologized to God and said, please forgive me that I spend more time for the plants than for you. Và tôi ngừng lại, tôi phải vào trong nhà tôi thờ phượng Chúa. Then I stopped watering and went inside and worshiped the Lord. Đó là một kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với mọi người là Chúa chúng ta hằng sống, Ngài luôn ở với chúng ta. An experience that I want to share with you that God is alive. Yeah. Amen. Mong rằng chúng ta sẽ nhớ lời của Chúa nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều khác. Đó là lời mà Chúa muốn chúng ta phải làm và chúng ta nhắc nhở cho chúng tôi để tôi áp dụng trong đời sống, tôi không để những điều gì hơn Chúa của tôi. I hope that we all remember that verse which teaches us to seek first the kingdom of God and his righteousness. And that is what God wants us to do. Dạ cảm ơn. Thank you. Bây giờ thì tôi xin được phép để hát một bài hát về Via Dolorosa. Now I would like to sing the song Via Dolorosa. I'm not going to sing. Tôi gonna hát sing. Bằng là tôi tôi hát bằng tiếng Việt, tại vì cái này là tôi thâu lại bằng tiếng Mỹ nhưng tôi hát bằng tiếng Việt cho người Việt Nam được nghe luôn, nhưng mà cái nhạc thì tiếng Việt. Thank you.
đường Dolorosa trong Jerusalem hôm ấy. Quân lính tìm cách tiến lên để dẹp lối đi. Và đoàn dân bước tới nhìn xem kẻ bị xử án đóng đinh trên đồi Gô-tha. Người bị đánh nhiều, đổ máu tuôn dài, ngưỡng lưng hàng người từng lặng rồi máu. Thập tự giá người mang ở trên đầu đội máu gai. Và từng bước bước tới người đi, trước sự khinh ghét đã từng gọi đóng đinh. Nhìn về hướng đường Dolorosa, được gọi tên là đường đau đớn. Ngài cụ thể là vua ở trên trời, giờ như chiến công. Ngài đã quyết bước đi đường này, chỉ vì quá yêu chính tôi với bạn. Nhìn về hướng đường Dolorosa, đường dâng lên trên đồi Gô-tha. Nhìn về hướng đường Dolorosa trong Jerusalem hôm ấy, quân lính tìm cách tiến lên để dẹp lối đi. Và đoàn dân bước tới nhìn xem kẻ bị xử án đóng đinh trên đồi Gô-tha. Nhìn về hướng đường Dolorosa, được gọi tên là đường đau đớn. Ngài cụ thể là vua trên trời, giờ như chiến công. Ngài đã quyết bước đi đường này, chỉ vì quá yêu chính tôi với bạn. Nhìn về hướng đường Dolorosa, đường dẫn lên trên đồi Gô. Ngài làm sạch tang muôn tội của nhân gian, con đường Ngài đi qua tiệm Jerusalem. Nhìn về hướng đường Dolorosa, được gọi tên là đường đau đớn. Ngài cụ thể là vua trên trời, giờ như chiến công. Ngài đã quyết bước đi đường này, chỉ vì quá yêu chính tôi với bạn. Amen. Cảm ơn Chúa.